mới đây mạng xã hội đang truyền tay nhau chiếc clip ghi lại hình ảnh một tài xế chạy grab cực vui tính thay vì chỉ làm việc kiếm tiền bận rộn với những mục tiêu riêng thì tài xế này lại tỏ ra vô cùng yêu đời và thích thú với công việc mình đang làm Bằng chứng là chú tài xế này đã dụng công trang hoàng cho chiếc xe của mình rất ngỗ nghĩnh. Không giống như những chiếc xe bình thường khác, bác tài này bê nguyên cái bàn thờ nhà mình vào để xài vía. Mỗi lần chiếc xe chạy qua, người đi đường đều phải nhìn theo. Điều đáng nói là bằng một cách nào đó, chiếc bàn thờ có đủ ông địa, thân tài, hoa cúng, bát hương và một nải chuối xanh nằm gọn gàng trên đầu xe máy. Hiện tại, dân mạng vẫn đang truy lùng danh tính và thông tin về chú tài xế với hy vọng có thể ngồi lên chiếc xe tâm linh di động nếu có dịp cần di chuyển tại Sài Gòn.